Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong bản tin thời sự của báo Việt Nam Net. Hãy đón xem những tin tức thời sự nóng hổi và mới nhất ngay sau đây. Cháy rụi xưởng sơn 2000 m2 ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa bùng lên kèm khói đen bao trùm xưởng sơn rộng 2000 m2 ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đến 9 giờ ngày 22 tháng 10, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy xưởng làm sơn trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng. Gần 4 giờ sáng cùng ngày, người dân sống trên đường Nguyễn Văn Bứa nghe nhiều tiếng nổ lớn. Khi đi kiểm tra, người dân chứng kiến ngọn lửa đỏ rực kèm khói đen bao trùm nhà xưởng rộng khoảng 2.000m2. Tiếp nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an huyện Hóc Môn đã điều động xe nước cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu cảnh sát kéo vòi rồng tiếp cận nguồn lửa do xưởng chứa nhiều hóa chất dễ cháy nên công tác dập lửa ban đầu gặp khó khăn lính cứu hỏa phải chống cháy lan sang khu dân cư gần 2 giờ sau đám cháy mới được khống chế lửa cháy vương vực và mùi hóa chất nồng nặc nên ai cũng bịt kín mũi anh văn hoàng một người dân gần hiện trường cho hay ghi nhận của phóng viên xưởng sơn nằm trong cụm nhà xưởng của các doanh nghiệp hiện đang có rất nhiều người và phương tiện chữa cháy của các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường đại diện Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thới Thượng cho biết, vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bị hư hỏng, thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra thống kê. Hồ Thủy Điện Trị An xả lũ lần 3 vào ngày 23 tháng 10 Ngày 22 tháng 10, công ty Thủy Điện Trị An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai thông báo sẽ tiến hành xả lũ qua đập tràn lần 3 trong năm 2024. Theo thông tin Thủy Văn Hồ Thủy Điện Tri An, lúc 8 giờ ngày 22 tháng 10, mực nước Thượng Lưu Hồ đạt 61,77 m, mực nước Hạ Lưu tại nhà máy đạt 4,7 m. Lưu lượng nước qua tua bin phát điện hiện tại là 800 m khối trên dây, trong khi lưu lượng nước về hồ chứa đạt 1.120 m khối trên dây. Dự báo 1 đến 2 ngày tới, lưu lượng nước về hồ chứa vẫn ở mức cao, dao động từ 1.100 đến 1.200 m khối trên dây. Bên cạnh đó, mực nước tại trạm Thủy Văn Biên Hòa đã qua đỉnh chiều Cường dưới báo động 1 và đang xuống nhanh trong những ngày tới. Đồng thời, đảm bảo mực nước Hồ Thủy Điện không vượt quá mức nước dâng bình thường 62 m công ty Thủy Điện Trị An sẽ tiến hành sản nước qua đập tràn vào lúc 10 giờ ngày 23 tháng 10. Dự kiến, đơn vị sẽ mở 1 đến 2 cửa với lượng nước qua đập tràn từ 160 mét khối trên dây đến 320 mét khối trên giây Công ty thông báo đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, chính quyền địa phương chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho người dân vùng hạ du ven sông, gồm Đồng Nai, chủ động phòng ngừa, tránh thiệt hại có thể xảy ra. Hồi cuối tháng 9, Thủy điện Tri An đã xả lũ điều tiết qua đập lần đầu tiên trong một tuần. Tiếp đó, ngày 12 tháng 10, đơn vị tiếp tục xả lũ điều tiết đợt 2 trong 3 ngày trước khi chiều cường trên sông Sài Gòn-Đồng Nai vượt mức báo động 3 phát hiện thi thể cô gái tử vong tại trung cư mini ở Hà Nội, nghi tự tử. Tối 20 tháng 10, tại trung cư mini ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, người quản lý đã phát hiện thi thể một cô gái sinh năm 1998 trong tình trạng phân hủy. Ngày 21 tháng 10, ông Trịnh Văn Quế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Đình 1 cho biết, vào tối 20 tháng 10, người quản lý một trung cư trên địa bàn phát hiện cô gái đã tử vong, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Cô gái sinh năm 1998, chưa có chồng, quê ở Nam Định, thuê trọ tại chung cư này. Sau khi sự việc được phát hiện, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa và tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân sự việc. Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục pháp lý, người thân nạn nhân đã làm đơn xin đưa về nhà mai táng. Nhiều cư dân trong khu vực cho biết, cô gái sống rất hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Nghe tin cô gái tử vong trong tình trạng phân hủy, ai cũng bàng hoàng. Chị NTN, 30 tuổi, bán hoa quả cạnh căn hộ trung cư mini chia sẻ. Theo chị N, trước đó, một số người sống trong trung cư mini đã ngửi thấy mùi khó chịu bốc lên. Nhiều ngày không thấy cô gái, quản lý trung cư đã mở cửa và phát hiện vụ việc. Lãnh đạo công an phường Mỹ Đình 1 cho biết, qua điều tra ban đầu xác định nạn nhân tử vong do tự tử. Ngôi nhà 4 tầng ở Bắc Ninh cháy rực lửa. Sáng ngày 21 tháng 10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vào khoảng 21 giờ ngày 20 tháng 10, một đám cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh Bạt Thắng Hảo. Chủ cơ sở thuê lại nhà 4 tầng của ông Nguyễn Đức Khôi, sinh năm 1974 và nhà liền kề một tầng của ông Nguyễn Đức Hùng, sinh năm 1963 để phục vụ kinh doanh ép và buôn bán, bán lẻ bạt da, bạt dứa, đệm ô tô, địa chỉ tại số 399 Đông Đạo, thị trấn Lim, huyện Tiền Du. Vào thời điểm trên, người dân sinh sống gần khu vực xảy ra vụ cháy phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội tại ngôi nhà 3 tầng, một tum nên đã thông báo cho lực lượng chức năng. Ngay khi nhận được thông tin, công an huyện Tiên Du và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã điều động nhiều xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tại hiện trường, chỉ huy chữa cháy tổ chức trinh sát phát hiện ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà 4 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, diện tích 90 m2 trên một sàn. Tầng 1 dùng để chứa hàng hóa, máy móc để ép bạt. Tầng 2 chứa hàng hóa, tầng 3 để ở, tầng 4 là phòng thờ và sân chơi. Và một phần nhà cấp 4 liền kề kết cấu khung tép, mái tôn, diện tích 90m2 trên một sàn, dùng để chứa hàng hóa. Chất cháy chủ yếu là bạt nhựa, bao bì, máy móc dùng để ép bạt, đồ dùng sinh hoạt gia đình. Các lực lượng đã nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản và nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh điều tra làm rõ. Mưa lớn gây ngập sâu nhiều tuyến đường ở thành phố Tam Kỳ, hàng loạt xe chết máy. Trận mưa lớn kéo dài trong sáng ngày 21 tháng 10 khiến nhiều tuyến phố ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam bị ngập cục bộ, hàng loạt phương tiện bị chết máy. Theo ghi nhận của phóng viên Vietnamnet, nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam như Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng bị ngập từ 30 đến 50 cm. Trên đường Hùng Vương, nước ngập sâu khiến nhiều người phải dắt bộ phương tiện, có nơi giao thông hỗn loạn, một số cửa hàng hai bên đường phải nghỉ bán, dọn dẹp hàng hóa do nước tràn vào. Mưa lớn, nước ngập khiến nhiều phương tiện bị chết máy, hàng loạt ô tô phải cầu cứu lực lượng cứu hộ. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua, các địa phương của tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ sáng qua 20 tháng 10 đến sáng nay phổ biến ở mức 10 đến 50 mm, trong đó thành phố Tam Kỳ là 127 mm. Dự báo từ hôm nay đến ngày mai, tại Quảng Nam tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến từ 50 đến 180 mm, có nơi trên 250 mm. Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, không khí lạnh tăng cường, mưa rào và rông. Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, 21 đến 23 tháng 10, không khí lạnh tăng cường liên tiếp, mưa rào và rông, sau không mưa, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi rét. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, 21 đến ngày 23 tháng 10, mưa rào rải rác, sau không mưa, trời chuyển lạnh. Cụ thể, trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 10, khu vực Hà Nội và lân cận có mưa rào rải rác, từ ngày 23 không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Sau đó từ đêm ngày 23 đến ngày 29 tháng 10, mức nhiệt giảm còn 21 đến 24 độ, có nơi dưới 19 độ. Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ cũng dự báo hôm nay, ngày 21 tháng 10, Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, có nơi mưa to kèm lốc xét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa tại các huyện thuộc phía bắc và phía tây thành phố 10 đến 20 mm trung tâm và phía nam 15 đến 30 mm, có nơi cao hơn 50 mm. Thời tiết xe lạnh về đêm và sáng sớm với mức nhiệt độ dao động từ 23 đến 26 độ, mát về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ. Do ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ mạnh hơn từ chiều ngày 22 tháng 10. Hà Nội có mưa rào rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giảm tới ngưỡng lạnh về đêm và sáng sớm. Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, những nơi khác ở Bắc Bộ trong 1 đến 2 ngày tới có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, từ đêm ngày 22 và sáng ngày 23 tháng 10 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Từ đêm ngày 20 đến ngày 22 tháng 10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40 đến 90 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100 mm trên 6 giờ.